Đường Nhuệ bị khởi tố thêm tội cưỡng đoạt tài sản. Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, giang hồ cộm cán đất Thái Bình, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình khởi tố thêm tội danh cưỡng đoạt tài sản. Trong ngày 22 tháng 4, chiều 22 tháng 4, tin từ công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra ngày 22 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản quy định tại khoản 3, điều 170 Bộ luật hình sự. Theo đó, có hai người bị khởi tố về tội danh trên là Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, sinh năm 1971, ngụ số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, và Ninh Đức Lợi, sinh năm 1974, ngụ số nhà 11, tổ 56, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình. Ninh Đức Lợi cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình ra lệnh bắt bị can để tạm giam phục vụ điều tra. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. Hiện, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đang phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định pháp luật. Trước đó, như báo chí đã thông tin, ngày 7 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bắt tạm giam vợ Đường Nhuệ là Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1980, trú tại số nhà 366 đường Lê Quý Đôn, tổ 22, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, và hai đàn em gồm Đức Mạnh, sinh năm 1992, trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, thành phố Thái Bình, và Phạm Ngọc Quý, sinh năm 2003, trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, để điều tra về hành vi gây thương tích cho anh TNA, sinh năm 1996, trú tại một xã thuộc huyện Kiến Sương, Thái Bình. Vào thời điểm đó, Đường Nhuệ vắng mặt tại địa phương. Đến ngày 9 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, Đường Nhuệ đã bỏ trốn và chỉ một ngày sau, ngày 10 tháng 4, đối tượng này đã bị bắt khi đang lẩn trốn ở tỉnh Hà Nam. Tiếp đó, đến tối 21 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Đường, tức Đường Nhuệ, để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình. Vụ án cố ý gây thương tích xảy ra ngày 18 tháng 11 năm 2014 tại trụ sở công an phường Trần Lãm là vụ án Đường Nhuệ và đàn em đánh người ngay tại trụ sở công an đã từng bị đình chỉ điều tra do chưa xác định được bị can trong vụ án và hết thời hạn điều tra. Tuy nhiên, sau khi Đường Nhuệ bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình bắt để điều tra về tội cố ý gây thương tích ở một vụ khác vào ngày 10 tháng 4, thì tới ngày 14 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra. Được biết, sau khi Đường Nhuệ bị bắt, rất nhiều cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã tố cáo Nguyễn Xuân Đường bảo kê các hoạt động mai táng và thu của mỗi ca hỏa táng 500.000 đồng khi đưa sang đài hóa thân Hoàn Vũ Thanh Bình thuộc huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định để hỏa táng.